hẹn hò mờ ám. Xưa, ở một phủ miền thượng du, có vị lão quan được dân chúng kính yêu như cha già. Vị quan này đặc biệt yêu quý chú chó trung thành đã gắn bó với mình nhiều năm, vật chủ luôn bên nhau không rời. Một đêm, vị quan nằm luôn ở sập không dậy nữa, để lại niềm tiếc thương khôn nguôi cho chúng dân. Chú chó trung thành ngồi canh mộ chủ suốt nhiều ngày tháng, cho đến một hôm. Cậu Cả Tông, con trai cụ phủ, tưởng đầu văn võ song toàn, sang tận nước Lân Bang tu học, ai ngờ lại là kẻ khắc nghiệt. Ai khó khăn khất thế đợt này đều bị thu hồi hết đồ có giá trị trong nhà, chống cự liền bị đánh không thương tiếc. Cụ phủ xưa kia hiền hậu bao nhiêu thì nay vị quan mới này ác độc bấy nhiêu. Cút đi ngay, cẩn thận ta đánh cho như tử. Cậu mới là không xứng nằm ở sập cụ này của cụ phủ. Hả? Trời ơi, lời chó lại có thể nói sao? Cậu lầm rồi, cậu tưởng tôi chỉ là chó, thật ra tôi chính là thần khuyển. Đúng là mình mộng du rồi, đời này làm gì có thần thánh, huống chi là một con chó tự xưng là thần khuyển chứ. Rồi một ngày kia cậu bắt buộc phải tin, mà ngày đó cũng không xa đâu, nếu cậu cứ hống hách như bây giờ. Ngươi làm được cho ta thôi chức quan lớn, đóng khố trong rừng đi ăn xin thì ta sẽ tin. Cậu hãy nên hối cải đi, kẻo tuổi vong linh cha cậu. Bằng không nhớ lấy những lời cậu vừa nói, bao giờ thôi chức quan lớn, đóng khố trong rừng đi ăn xin. Bao giờ thôi chức quan lớn, đóng khố trong rừng đi ăn xin. Đúng là chuyện hoang đường mà. Thời gian sau, vị quan trẻ càng gắt gao khiến lòng dân phẫn uất. Quan tri phủ nghênh gia, đức vua sắp ngự qua phủ. Quan triều đình đột ngột đến phủ, lại còn đích thân đức vua, e là có sự chẳng lành. Tốt nhất là tạm lánh đi. Con cáo quái quỷ, lính đâu, bắt lấy nó ngay. Đức vua gia lâm. Hả? Chẳng phải tri phủ tông đây sao? Hỗn xược. Tâu bệ hạ, thần bộ dạng này của thần là do gặp sự cố bất ngờ, xin bệ hạ thứ tội cho. Vậy lối trị dân độc ác của người bấy lâu nay cũng là sự cố sao? Một vị quan mà để lòng dân phẫn uất đến độ tâu sớ đến tận kinh thành. Ta đã đích thân đến phủ huyện ngươi xác nhận lại tất cả, nhà ngươi còn gì chối cãi nữa không hả? Lính đâu, trói hắn lại chờ xét xử. Thần xin bệ hạ tha mạng. Tông bị vua xử nặng, giáng làm thường dân, tịch thu mũ áo quan và toàn bộ gia sản, đuổi khỏi trấn. Anh bơ vơ giữa rừng hoang lạnh nhiều ngày tháng. Chắc có lẽ đây chính là túp liệu mình thấy trước khi ngất đi, họ đã cứu mình. Cậu tỉnh rồi đấy à? Anh ăn bát cháo cho nóng nha. Xin trưởng bối và tiểu thư nhận của tôi một lại, đa tạ hai người đã cứu mạng tôi. Giúp người là việc nên làm, anh dường như không có nơi nào để đi. Nếu anh không chê nhà tiều phu nghèo như chúng tôi đây, thì hãy ở lại đây, cuối rừng không thiếu, miễn là anh chịu được vất vả. Thực sự cảm ơn hai người, tôi xin được ở lại à. Lần đầu tiên trong đời, Tông thấy những bữa cơm đạm bạc, những ngày tháng làm lụng cần lao quý giá hơn vạn lần cuộc sống nhung lụa. Thời gian trôi đi, anh dần phải lòng con gái người tiều phu lúc nào không hay. Rồi vào một ngày bình thường, 2 năm sau đó. Ê, trời ơi, mày tội quá, mau ăn đi. Mày cũng giống như tao 2 năm trước, đến chốn này không còn chút sức lực. Anh không nhận ra tôi sao? Hóa ra là chú đó sao? Ngày đó tôi đã làm những việc đáng xấu hổ, giờ tôi chỉ mong vong hồn của cha tha tội cho tôi. Anh đã biết hối cải, biết thế nào là lòng từ bi. Tôi tin cha anh ở nơi chính suối sẽ ngậm cười. Giờ là lúc quốc gia cần đến những người có tài như anh, hãy lấy công mà chuộc tội đi. Lời thần khuyển nói như vậy là sao chứ? Lần này ta phải lên kinh thành một chuyến, hẹn một ngày gần nhất sẽ trở về cùng nàng. Hả? Mới 2 năm trước kinh thành còn đông vui sầm uất là thế, sao giờ đây lại tiêu điều thế này chứ? Xin hỏi anh, kinh thành sao vắng vẻ vậy? Mà mọi người đi đâu, sao mang theo nhiều đồ đạc thế? Ôi trời ơi, có lệnh sơ tán mấy hôm nay rồi. Nước Lân Bang Tạ Yên phía Nam Thành hung hăng khởi chiến lắm rồi.
triều đình ban chiếu tìm anh tài quân sự khắp nơi mà không ăn thua gì hết. Hả? Nước Lân Bang Tạ Yên? Lần này thành công rồi. Dùng kế sách của vị hảo hán này, quả thực đã hoàn hoãn được với nước Lân Bang. À, dạ, tâu bệ hạ, không những vậy, họ còn đổi hướng, muốn hợp tác hữu nghị với chúng ta. Tốt rồi, lập tức mà vị hảo hán đã hiến kế sách vào cung trọng thưởng. Dạ, tâu bệ hạ, vị này chính là Cả Tông, trước là quan tri phủ trấn Tây Hạ, phạm tội nặng, bị người giáng làm thường dân, tịch thu tài sản. Trẫm rất bất ngờ khi bản kế sách ưu tú đó là của khanh, tâu bệ hạ. Là nhờ năm xưa thần từng đi tu học nhiều năm bên nước Tạ Yên, hiểu khá rõ về tình hình phát triển của họ, nên mới mạo muội soạn bản kế sách à? Chúng ta không những tránh được cuộc chiến thương vong lớn, mà còn có được một đất nước láng giềng anh em. Nay coi như khanh đã lấy công lớn chuộc lỗi năm xưa, giờ khanh có mong muốn gì, trẫm sẽ đáp ứng. Tâu bệ hạ, thần có tội lớn, chút công này chưa thể chuộc lỗi lầm. Nhưng dám xin bệ hạ cho thần được trở về quê cũ, tự mình nói lời xin lỗi với bà con và phong linh cha mình ạ. Được. Xin bà con hãy yên lòng. Người trở về hôm nay không phải là người trai ra bao nông nổi khiến bà con phiền muộn năm xưa. Tôi đã hối cải về những lỗi lầm ngày trước, xin bà con rộng lòng tha thứ. Cụ phủ ngày trước nghe được những lời này của anh, lòng sẽ thanh thản biết bao. Hãy trở về đi, nhà cũ của cụ phủ chúng tôi vẫn luôn lui tới hương hỏa, giờ thì giao lại cho anh. Ít lâu sau, Tông đã đón cha con người Tiều Phu về trấn, cưới cô gái hiền lành, cùng anh chia sẻ những ngày tháng khó khăn nhất làm vợ. Cũng từ đó, chú chó trung thành của cụ phủ ngày xưa không còn xuất hiện nữa. Xin cảm ơn người, chú chó ân tình. Công lao của người, tôi nguyện ghi tâm khắc cốt. Mộ chú chó có nghĩa được Tông xây cất tưởng nhớ, kể lại cho con cháu. Qua nhiều đời, thần khuyển vẫn còn được nhắc mãi trong những câu chuyện của dân chúng miền Thượng Du. Bộ nhớ dẻo dai, phục hồi não bộ, Cyberkin giúp hỗ trợ người sau tai biến mạch máu não. Cyberkin nhập khẩu bởi Sâm Phạt Ma. Sự tích Hoa Huệ. Ngày xưa, ở làng quê nọ, cuộc sống đang yên bình, no ấm, thì bỗng một ngày nọ, mọi thứ trở nên tan tác vì có giặc đến chiếm đóng. Quân giặc được cầm đầu bởi tên tướng giặc vô cùng gian ác, nên chúng rất dữ tợn và liều lĩnh. Cũng trong làng đó, có gia đình một thầy lang có hai người con, một nam tuấn tú, đạo mạo, một nữ duyên dáng, xinh đẹp. Mau tránh bọn chúng đi! Hôm nay có nhiều nhắm rượu ngon rồi. Bọn giặc càng ngày càng hoành hành. Nếu chúng ta không sớm có kế hoạch ra tay dẹp trừ, thì không những chẳng thể sống yên bình, mà tính mạng dân làng cũng khó giữ toàn vẹn được. Muốn dẹp giặc thì phải nhắm vào tướng của chúng. Đúng vậy. Nhưng tên tướng giặc này vô cùng bí hiểm. Theo thông tin chúng ta thu thập được từ trước, thì tên tướng giặc này dường như chỉ có một điểm yếu. Đó chính là hắn thường xuyên bị đau đầu, vì có căn bệnh này mà hắn không mấy khi ra mặt. Dạ, con nghĩ ra cách rồi. Trong nhà ta vốn có một loại trầm hương quý, có thể chữa được bệnh đau đầu của hắn. Con sẽ nhân cơ hội này rao bán loại trầm hương ấy, để tìm cơ hội tiêu diệt tên tướng giặc. Không đơn giản như vậy được đâu. Tên tướng giặc này vô cùng tinh quái, hắn không bao giờ tiếp xúc với người lạ. Thế thì làm sao mà cậu tiêu diệt hắn được? Mai chăng phải là một thiếu nữ xinh đẹp thì mới có chút ít cơ hội. Nhưng dù vậy thì cũng rất khó, vì nghe đâu tên tướng giặc có tướng mạo vô cùng tuấn tú. Nếu là thiếu nữ không chừng còn bị hắn mê hoặc, chứ chẳng nói đến chuyện mê hoặc hắn. Thưa mọi người, con có thể tiêu diệt được tên tướng giặc đó. Con hãy nói xem, cách của con là thế nào? Cha hãy chuẩn bị cho con một cây kim có tẩm độc. Con sẽ giấu nó trong búi tóc của mình. Sau khi tìm cách tiếp cận tên tướng giặc, con sẽ ra tay ngay khi có cơ hội. Cha, không nên để em ấy mạo hiểm như vậy đâu. Cha hãy để con đi đi. Đây là việc đại sự, nhất định không được phép có một sai lầm nhỏ. Tính của Huệ điềm đạm hơn con, mà sự việc lần này cần sự khéo léo, chứ không phải là sức lực. Tốt nhất, hãy thực hiện theo kế hoạch của Huệ. Còn con, hãy hộ tống em lên đường
và đưa nó bình an trở về. Chúng tôi cũng nghĩ như vậy. Anh ơi, em nhất định sẽ cẩn thận mà. Chúng ta sẽ cùng tiêu diệt tên gian ác đó. Đến nơi rồi. Nè, đừng có vội vàng sốt ruột. Phải giết được nó mà vẫn trở về với cha, với anh và bà con hàng xóm. Cha sẽ không tài nào sống nổi nếu thiếu em đâu. Dạ vâng, thưa anh. Em cũng phải đặc biệt nhớ một điều là không được rung động trước hắn. Tin đồn về diện mạo khôi ngô và sự quyến rũ của hắn không phải tự dưng mà có đâu. Dạ, anh yên tâm. Xong việc hãy ra đây, anh sẽ đưa em về nhà. Trầm Hương Quý đây, trí tuệ tinh thông, tinh thần sảng khoái. Ồ, xem kìa, cô gái kia bán trầm hương chữa bệnh, biết đâu lại chữa được bệnh cho chủ tướng của ta. Nhưng nhỡ đâu là kẻ gian muốn lẻn vào doanh trại thì sao? Gớm, cậu cứ lo, cô gái mảnh dẻ ấy dù có lọt được vào doanh trại thì cũng làm được gì chứ. Cậu ra giữ cô ta lại, để tôi vào bẩm báo xin ý kiến chủ tướng xem sao. Được. Thôi chủ tướng, phía bên ngoài có một thiếu nữ rao bán loại trầm hương quý, có thể chữa bệnh của chủ tướng ạ. Trầm hương có mùi thơm đặc biệt và đúng là có thể chữa được bệnh của ta. Nhưng không phải ai cũng có thể tìm được trầm hương, mà phải là người hay làm việc thiện và thân thể sạch sẽ. Vậy nên, nếu đúng là người thiếu nữ đó bán trầm hương, thì đây quả là một cơ hội tốt. Mau cho cô ta vào. Trầm hương của cô đâu? Đưa ta xem. Trầm hương này chỉ đổi vàng hoặc bạc. Vàng thì một nén, còn bạc thì 10 nén. Đưa vàng bạc trước thì tôi mới đưa trầm hương. Nếu trầm hương giả thì sao? Trầm hương để đeo trước ngực, khi đau đầu thì mài ra uống. Lần đầu có thể sẽ lâu, nhưng từ lần thứ hai, thứ ba, chỉ cần uống xong sẽ khỏi. Nếu không khỏi bệnh, tôi sẽ chịu tội. Được, giữ cô gái đó lại. Nếu khỏi bệnh, ta sẽ trả 10 nén vàng. Còn nếu không khỏi, thì sẽ trừng trị. Tuân lệnh! Quả đúng như lời đồn, trông hắn thật bảnh bao và ưa nhìn. Cô gái, nếu tôi muốn mời cô ở lại luôn đây, cô có bằng lòng không? Tôi còn cha già ở nhà nữa. Vậy tôi sẽ mời các cha cô đến đây. Con bé đã vào doanh trại giặc được một ngày rồi, không biết tình hình ra sao. Ai mua củi khô không? Ê, thằng bán củi, mang lại đây. Dạ, củi đây ạ. Chà chà, xem chừng cô gái bán trầm cũng như bao cô gái khác đã bị chủ tướng chúng ta mê hoặc rồi. Đúng vậy, chỉ cần chủ tướng cất tiếng lên là cô ấy đã ngoan như cún, đồng ý ở lại luôn rồi. Em gái mình, nó bị mê hoặc rồi sao? Để cả đêm cũng không thấy, đúng là nó bị mê hoặc không trở về nữa rồi. Ngay từ đầu mình đã đoán không sai. Thôi, mình phải nghĩ cách khác, trừ khử tên tướng giặc về. Đúng là nhờ có trầm hương tốt mà giờ mình không bị đau đầu nữa. Thật là tốt. Kia nàng, sao nàng lại phải vất vả như vậy làm gì? Chỉ cần nàng thích gì, ta sẽ sai người mang về cho nàng ngay. Tôi không dám. Sao nàng nói những lời xa cách như vậy? Nàng biết không, nếu nàng nhận lời làm vợ ta, nàng sẽ tha hồ sung sướng. Nàng, cái gì vậy? Tôi xin lỗi, là cây kim thêu vẫn cầm trên tay nên sơ ý. Không sao, ta sẽ chờ cha nàng đến để thác hợp cho chúng ta nha. Hắn trúng độc rồi. Hèn, cô đi đâu? Trầm đã bán, tiền đã lĩnh, không có lý gì để tôi ở lại đây nữa. May quá, chưa bị phát hiện. Anh hai ơi, không xong rồi. Chủ tướng, người sao thế này?
Chủ tướng bị ám sát rồi, mau bắt cô ả bán chậm lại. Ngay sau khi phát hiện tướng đã mất, quân lính đuổi theo Huệ. Còn Huệ, khi đến điểm hẹn mà không thấy anh đâu, khiến cô hốt hoảng, không kịp thoát chạy mà bị bắt lại. Lập kế hoạch khác đánh úp trại giặc. Thế nhưng, khi kéo quân đến, thì người anh của Huệ vô cùng ngạc nhiên khi thấy trại giặc tan hoang, không bóng người. Thì ra, mất tướng lĩnh, bọn giặc đã nhanh chóng thoái lui. Huệ ơi! Huệ ơi! Biết được vì quá nóng vội mà trách nhầm em, khiến em phải bỏ mạng, khiến người anh vô cùng đau đớn. Chẳng bao lâu sau, ở mộ Huệ mọc lên loài hoa lạ trắng muốt, nở ra năm cánh như sao và có mùi hương thật thơm ngát. Hoa kết thành chuỗi dài, kết từ thấp đến cao, nở đều đặn nhiều ngày. Về sau, bà con đặt tên loài hoa ấy là hoa Huệ để tưởng nhớ đến người con gái xinh đẹp và có tâm hồn thanh cao trong trắng vô ngần. Bộ nhớ dẻo dai, phục hồi não bộ. Cibakin giúp hỗ trợ người sau tai biến mạch máu não. Cibakin nhập khẩu bởi Sâm Phạc Ma. Điều anh chưa kịp làm. Lại muộn giờ rồi. Doris, anh đi làm đi. Hả? Daniel, anh vừa mới nghỉ hưu từ hôm qua mà. Anh không muốn ăn cùng em sao? Anh đã xin được công việc làm thêm bên ngoài từ một người bạn. Nếu chăm chỉ thì kiếm được khá đấy. Anh định tiếp tục đi làm sau từng ấy năm nữa à? Không đi làm thì lấy tiền đâu trả góp cho căn nhà này cơ chứ. Suốt 30 năm nay, chẳng có sáng nào anh không vội vã như vậy. Em đã hy vọng khi anh nghỉ hưu sẽ được nghỉ ngơi và có nhiều thời gian ở nhà với em hơn. Vậy mà... Cũng may có thêm việc để làm, đừng có cằn nhằn nữa. Em nên thấy mừng chứ, Doris. Anh về muộn thế, em dọn đồ ăn rồi đây. Anh mau ăn trước đã, kẻo đói. Hôm nay em đã đan thêm được khăn len mới cho anh và con gái về ra của chúng ta rồi nè. Vậy sao? Hình như trong tủ còn cả tá khăn thừa anh chưa dùng tới. Em đã bắt xe bus để đi mua thêm sách để chúng ta cùng đọc. Có cả sách viết về ngôi làng Isherwood ở Thụy Sĩ mà em thích nữa. Với lại em đã đặt một ít hoa hồng Bulgari về, thơm lắm. Nếu hàng ngày anh về sớm hơn một chút, chúng ta sẽ pha tách trà rồi ngồi ngắm hoa. À mà, hôm nay lúc một mình bê chậu hoa vào vườn, cổ tay của em nó... Doris, xem nhiều lời thế. Giờ anh chỉ muốn an tĩnh nghỉ ngơi thôi. Mẹ, con tới rồi nè. Cổ tay mẹ sao thế kia? Mẹ không sao, lâu lâu trở trời thôi ấy mà. Ba à, hình như mẹ đang rất buồn ba đó. Mẹ con buồn chuyện gì chứ? Ngoại trừ việc căn nhà này vẫn đang trả góp chưa xong, thì ba chưa thấy bãi phàn nàn điều gì về ba hết. Không, con nghĩ ba nên để tâm hơn đến mẹ một chút đi. Gần 60 tuổi rồi, ba còn phải để con dạy dỗ như vậy sao? Về ra, con đừng nhạy cảm giống hệt mẹ con như thế. Vậy ba có biết tay mẹ đang đau mà vẫn phải nấu nướng chăm sóc cho ba hàng ngày hay không? Suốt bao nhiêu năm, ba đã thật sự quan tâm đến sở thích và mong muốn của mẹ hay chưa? Nhưng tay của mẹ con làm sao? Ba... Ba ơi, ba bị sao thế? Cô về ra, tôi nghĩ cô nên bình tĩnh khi nghe điều này để cân nhắc sắp xếp mọi thứ. Ba cô bị u phổi ác tính. Ba tôi bị u ác tính sao? Liệu có cách nào chữa được không? Tiền bạc tốn kém thế nào tôi cũng sẽ cố gắng lo được. Chỉ xin bác sĩ hãy cứu lấy ba của tôi. Tôi rất buồn khi phải thông báo cho cô điều này. Nhưng bệnh đã ở giai đoạn cuối,
có lẽ ông ấy chỉ còn ít nhất 6 tuần nữa thôi. Mình chỉ còn 6 tuần để sống ư? 6 tuần. Hôm nay anh đi khám sức khỏe sao rồi? Có vấn đề gì nghiêm trọng hay không vậy anh? Doris, anh không sao. Chỉ là mấy bệnh lặt vặt thôi. Vera đã giúp anh mua thuốc rồi. Tay em có đau lắm không? Anh xin lỗi vì giờ này mới để tâm đến điều này. Em bị trật khớp một chút mà. Mấy hôm là khỏi ngay. Muộn rồi, anh nhớ ngủ sớm nha. Daniel, sao bỗng nhiên anh lại đặt vé đến Thụy Sĩ vậy? Chẳng phải từ lâu rồi, em vẫn muốn đến Thụy Sĩ chơi sao? Thế này thì tốn kém lắm, tiền mua ngôi nhà này chúng ta còn chưa trả xong mà. Đến tuổi này rồi, chúng ta nên làm những gì mình thích, kẻo sau này già đi, lại khó có cơ hội, em đừng có lo. Daniel à, anh nói rất đúng. Tại sao đợi đến bây giờ chúng ta mới làm những điều mà chúng ta thực sự thích nhỉ? Thụy Sĩ rất tuyệt á. Đáng lẽ anh phải đưa em tới đây từ 30 năm trước rồi mới đúng. Bây giờ cũng chưa muộn mà Daniel. Ba, mẹ. Về ra, con cũng bay tới Venice ư? Ba và con có một bất ngờ này dành cho mẹ. Dù cô ấy già nua, nhan sắc phai tàn, con xin thề thưa cha, Doris, con có đồng ý ở bên cạnh Daniel cho đến ngày cái chết chia lìa các con. Con đã đồng ý trọn đời này thưa cha. Lạnh rồi, mình vào nhà thôi. Tại sao ba con lại bỏ mẹ đi sớm như vậy? Ngay cả bệnh tật cũng giấu mẹ đến cuối cùng. Ba muốn những ngày cuối cùng ở bên mẹ là những ngày ý nghĩa nhất, dành cho mẹ những kỷ niệm đáng nhớ nhất. Doris yêu thương, anh biết là thế nào em cũng sẽ tìm thấy tờ ghi chú đầu tiên ở góc bếp này, nơi em đã dành cả thanh xuân cho anh. Anh xin lỗi vì đã ra đi quá đột ngột, nhưng xin em đừng quá đau buồn. Anh vẫn có thể cùng em tận hưởng từng khoảnh khắc của cuộc đời. Anh có rất nhiều bí mật, hãy dần dần tìm kiếm quanh ngôi nhà của chúng ta nha. Anh ước gì đã cùng em đi mua sách thường xuyên. À, nếu em thích kể chuyện gì cho anh nghe như trước, hãy nhờ Vera mua một cuốn sổ và viết thật nhiều chuyện đã xảy ra vào đó để anh biết nha, Doris. Đừng quên những cây hoa hồng Bulgari em đã cất công đem về. Nhưng cẩn thận kẻo cổ tay lại đau đấy. Nếu em chăm tưới nước đều đặn, hành tình nó sẽ nở hoa rất thơm.
và những đứa cháu của chúng ta sẽ rất thích ngắm hoa và uống trà em pha. Một thời gian sau. Mẹ ơi, dưới chân con mèo sứ vẫn còn ghi chú của ba nè. Suốt 30 năm qua, anh chỉ biết lao vào công việc. Đến khi được ở cạnh em thì cuộc đời chẳng cho phép anh ở lại lâu thêm. Anh đã trả hết tiền nhà từ toàn bộ số lương hưu. Em không phải sống trong ngôi nhà trả góp nữa. Hãy cứ dành tiền để đi du lịch cùng Vera và tận hưởng mọi niềm vui cuộc sống. Luôn yêu thương em. Mẹ ơi, nhiều ngày tháng trôi qua rồi mà chúng ta vẫn tìm được những tờ ghi chú của ba. Chắc hẳn ba còn giấu rất nhiều ở bên nhà. Vì ba của con vẫn bên cạnh chúng ta mà. Bộ nhớ dẻo dai, phục hồi não bộ, Cibakin giúp hỗ trợ người sau tai biến mạch máu não. Cibakin nhập khẩu bởi Sâm Phạt Ma. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.